Giá cà phê thế giới 15 năm Theo ghi nhận mới nhất, giá giao dịch cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt giảm với Arabica giảm hơn 1%. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7 năm 2024 được ghi nhận tại mức 3.378 đô la Mỹ một tấn sau khi giảm 0,62%. Giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2024 tại New York ở mức 194 2005 Usen, bao sau khi giảm 1,02%. Theo ghi nhận, giá cà phê thế giới và cà phê trong nước đang có xu hướng trái chiều, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng trở lại, trong khi đó giá cà phê trong nước giảm nhẹ. Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài FAS của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán rằng sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023 bốn của Brazil sẽ tăng 12,8 so với cùng kỳ lên 44,9 triệu bao do năng suất cao hơn và diện tích trồng tăng. FAS cũng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023-24 tại Colombia, nước sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng 7,5% so với cùng kỳ lên 11,5 triệu bao. Trong khi đó, tại Việt Nam, Nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới trong tháng 4 năm 2024 chỉ xuất khẩu 152.000 tấn, giảm đến 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chuyên gia ước tính lượng cà phê tồn kho của Việt Nam hiện nay chỉ còn khoảng 300.000 tấn và phải chờ đến tháng 10 mới có nguồn thu hoạch mới bổ sung. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý 1 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 587,82 nghìn tấn, trị giá 1,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,6% về lượng và tăng 73% so với quý 4 năm 2023

Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong các tháng còn lại của quý tháng 2 năm 2024 sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng. Hiện ngành cà phê Việt Nam được hưởng lợi nhờ giá xuất khẩu có xu hướng tăng mạnh. Ước tính, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong tháng 4 năm 2024 đạt mức 3.791 đô la Mỹ một tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.402 đô la Mỹ một tấn, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023. Quý 1 năm 2024, trị giá xuất khẩu cà phê sang khu vực châu Á và châu Âu tăng mạnh so với quý 1 năm 2023.

Giá cà phê hôm nay 15 tháng 5 tại thị trường trong nước giảm nhẹ, mức giảm khoảng 200-300 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 100.600 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 100.800 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 100.200 đồng 1 kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 100.700 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 99.700 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 15 tháng 5, tại tỉnh Đắk Lắc, ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 100.700 đồng 1 kg, còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 100.800 đồng 1 kg.